Hey, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Binz ra mắt tranh ảo NFT. Bạn nào đã follow mình từ xưa thì mình đã dự đoán cái chuyện này rồi. Và bây giờ nó đã thật sự xảy ra. Hãy cùng mình tìm hiểu thử NFT của Binz thì có gì đặc biệt. Và liệu là cái NFT này nó có to the moon hay không nha. Hello mọi người, xin chào mọi người quay trở lại với YouTube của Huy Đào. Dành cho những bạn nào chưa biết á, thì vào ngày 14 tháng 3 2022 này thì Binz ra mắt bài hát là Don't Break My Heart. Và 2 ngày sau là ngày 16 tháng 3 2022 là Binz sẽ ra mắt bộ sưu tập NFT của bài hát này. Đây sẽ là một cái bộ sưu tập trên ảo NFT của Binz về bài hát Don't Break My Heart, sẽ được kết hợp với lại cái nền tảng tên là Tuniverse. Nghe quen quen, không biết có dính dáng gì tới ông Tuniverse không? Và nó sẽ được đấu giá trên sàn Binance NFT. Đây mình nghĩ có thể là lần đầu tiên một nghệ sĩ lớn của Việt Nam ra mắt NFT luôn. Và đây không chỉ đơn giản là tranh ảo bán một cái rồi thôi, mà người mua NFT á, họ còn được chia sẻ một phần doanh thu từ nghệ sĩ nữa. Nếu mà các bạn có coi những cái video của mình hồi xưa nói về cái chuyện NFT á, thì mình mới nói đây mới đúng là cái tương lai của ngành nghệ thuật. Nhưng mà đó giờ ở Việt Nam á, chưa có ai làm cả, hoặc là at least á, chưa có một cái hệ thống nào đó để mà cho người ta làm. Thì lần này á, với cái bộ sưu tập NFT của Binz, nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho những nghệ sĩ, họ sẽ kiếm tiền với tranh ảo. Và nó cũng sẽ là một kỷ nguyên mới cho những nhà đầu tư, họ đầu tư vào âm nhạc. Cho nên là trong video này hãy cùng mình tìm hiểu thử xem là NFT của Binz thì có gì đặc biệt và chúng ta có nên đầu tư vào nó không nhé. Và trước khi vào video, mình muốn cảnh báo các bạn, thị trường crypto và thị trường NFT là một thị trường hết sức rủi ro, rất là dễ mất tiền, giống như các bạn có thể dễ dàng nhấn like, subscribe ủng hộ vậy. Cho nên làm liền nha. Ok, giờ thì vào việc. NFT Don't Break My Heart. Dành cho những bạn nào chưa biết á, thì vào ngày 16 tháng 3 này, Binz sẽ ra mắt bộ sưu tập NFT về bài hát Don't Break My Heart trên nền tảng blockchain là Tuniverse. Thì bộ sưu tập này á, nó sẽ có 4 định dạng, một là Bronze, hai là Silver, ba là Gold và Platinum. Sẽ có tổng cộng là 200 cái Bronze là đồng, 700 cái Silver, 50 cái Gold vàng và 5 cái Platinum. Ok, và đây mới là điều đặc biệt nè. Mỗi NFT sẽ tương ứng với 1 tỷ lệ chia sẻ phí bản quyền nhạc số của bài hát Don't Break My Heart cùng với một số đặc quyền khác. Cụ thể là Silver và Bronze là sẽ có 0.05% royalty. Royalty là tiền bản quyền á, mọi người cứ nghe hết trước đi rồi mình sẽ giải thích ở sau. Bản Gold là sẽ được 0.24% royalty cùng với một buổi live show và merch, tức là quần áo, dép lào này kia đặc biệt từ Binz. Và bản Platinum là sẽ được 1% royalty và một buổi đi ăn với Binz. Ngoài ra tất cả đều có một cái đặc quyền khác là Early Access to Future Project. Nhưng mà Future Project là gì chưa biết cho nên thôi tạm thời bỏ qua. So cái mà mình quan tâm nhất ở đây á, chính là cái royalty share. Thì đầu tiên để mà clarify á, là royalty trong NFT á, thường thường nó sẽ là cái tiền bản quyền trả cho tác giả khi mà cái tranh NFT đó được mua bán lại. Nhưng mà royalty ở đây á, là tiền bản quyền nhạc số. Tức là khi mà các bạn lên trên mạng á, các bạn nghe nhạc đi, thì người nghệ sĩ họ nhận được một cái tiền từ cái kênh mà bạn nghe nhạc. Thì cái tiền đó gọi là royalty. Nếu mà các bạn coi video của mình hồi xưa thì mình luôn nói đây sẽ là cái cách mà nghệ sĩ họ kiếm tiền từ tranh ảo. NFT á, nó không chỉ đơn giản là chỉ là một cái tranh, một cái hình, mà người làm nghệ thuật á, hoặc là làm business á, họ có thể dùng cái NFT đó giống như là một cách để mà họ gọi vốn từ fan của họ. Xong rồi khi mà họ thành công rồi thì họ sẽ chia sẻ lại một phần revenue, doanh thu cho những cái người fan đó, cho những nhà đầu tư đó. Thì ở đây là nếu mà các bạn mua NFT của Binz về bài hát Don't Break My Heart thì các bạn có thể nhận được tiền royalty từ nhạc số từ 0.05 cho tới 1% tùy vào loại NFT mà bạn mua. Những bạn nào thắc mắc là cái tiền royalty này nó có nhiều hay không thì theo như mình search trên mạng thì vào tháng 4 năm 2021 là cái bài hát mà được stream nhiều nhất trên Spotify là bài này Chill First của Dan Bow và Minz, trong vòng 2 năm thu về 1.2 tỷ. Và đó chỉ mới là tính trên Spotify thôi chứ chưa tính trên YouTube hoặc là các nền tảng khác. Đó là cái số liệu dành cho các bạn nào muốn tính toán thử coi là cái tiền bản quyền nó có xứng đáng với lại cái giá NFT mà bạn sẽ bỏ ra hay không. Cái chuyện nghệ sĩ họ bán NFT á là chuyện nó sẽ chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Bên nước ngoài là có rất nhiều người họ làm luôn rồi. Điển hình nhất á là rapper Tory Lanez, ổng bán được 1 triệu album NFT trong tích tắc, thu về 1 triệu đô. Chỉ là ở Việt Nam mình là chưa có ai làm. Và bây giờ Binz, một thương hiệu lớn, tham gia NFT, kêu gọi sự ủng hộ từ fan rồi sau đó chia sẻ lại revenue cho những cái người fan đó, những cái người support. Đang phải gọi là quá hợp lý và bài bản. Nghe thì nó có vẻ dễ dàng nhưng mà để ghép được những cái mảnh ghép đó lại với nhau nè, từ nghệ sĩ nè, nền tảng NFT nè, xong rồi việc chia sẻ lợi nhuận là một câu chuyện rất là phức tạp và mình sẽ bàn ở phía sau. Những cái thú vị. À, nãy giờ quên nói cho các bạn biết giá của những cái NFT này. Thì giá của bản Silver là sẽ từ 99 đô là tầm 2.3 triệu. Bản Gold là từ 499 đô là khoảng 11 triệu. Và bản Platinum là từ 4.999 đô là tầm đâu đó khoảng 115 triệu. Và mình nói giá này là giá sẽ từ nha các bạn. Tại vì đây là ở dạng đấu giá. Ví dụ như bản Silver đi, giá sàn là 2.3 triệu, xong người ta trả lên từ từ. Chứ không phải như nhiều bạn tưởng tượng các bạn có 2.3 triệu và các bạn nhanh tay là các bạn mua được đâu. There's no way you're gonna get it for 99 đô. Và cá nhân mình cũng tò mò về cái giá cuối cùng của bản Platinum nữa. Không biết là người ta sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để mà được ăn pin. What? Ai nào? Được ăn tối với pin.
Ngoài ra một cái điểm thú vị nữa, đó chính là cái công ty Tooniverse này. Đây là một cái nền tảng blockchain kết nối những nghệ sĩ muốn bán NFT và fan hoặc là những nhà đầu tư muốn đầu tư vào cái nghệ sĩ đó. Cái công ty Tooniverse này hình như là cũng mới ra mắt thôi, và hình như Binz là first artist, là nghệ sĩ đầu tiên và là cái NFT đầu tiên của họ luôn. Về cái độ legit của cái team Tooniverse này thì thật ra mình không phải check, tại vì SpacePicker đã check giùm mình rồi. Cái đội business của SpacePicker thì mình cảm giác giống như là kiểu như ninja sát thủ rồi. Và SpacePicker đã quyết định làm việc với Tooniverse, và họ còn chọn Bin là một quân bài quan trọng của họ để làm việc cho lần đầu tiên này nữa. Thì á, là mình nghĩ là họ rất là tin tưởng vào cái team Tooniverse này luôn. Và ngoài ra nếu mà bạn nào rành về NFT á, thì các bạn sẽ thấy cái nền tảng Tooniverse này nó khá giống với nền tảng Eternity. Đó là họ đi ký kết với những cái celebrity, những cái người nổi tiếng, xong rồi họ sẽ tạo ra cái NFT dành cho những người đó, xong rồi họ sẽ bán trên cái platform của họ. Đợt NFT của Binz này á, là họ sẽ bán trên Binance NFT, tại vì cơ bản họ chưa có cái marketplace, cho nên là bán trên Binance thì sẽ dễ dàng hơn và có nhiều attention, nhiều người biết tới hơn. Nhưng mà theo kế hoạch thì trong quý 2 là Tooniverse họ sẽ có cái marketplace của riêng họ, tức là các bạn có thể buôn bán trao đổi NFT của Tooniverse trên trang web Tooniverse theo kế hoạch là vậy. Thì như vậy thì nó lại càng khá giống với nền tảng Eternity. Chỉ cái khác biệt chỉ là cái Eternity là nó tập trung, nó chủ yếu là với những người bên thể thao, còn Tooniverse thì họ tập trung vào âm nhạc. Những vấn đề một, bạn mua NFT, đầu tư NFT theo những cái cách mà cái trang nó nói, bạn sẽ nhận được một phần tiền bản quyền nhạc số, đó là cái selling point, đúng không? Câu hỏi đặt ra là cá nhân bạn là người mua NFT, làm sao mà bạn check được tổng doanh số của cái tiền bản quyền nhạc số đó tháng đó là bao nhiêu? Công ty Tooniverse chia bao nhiêu tiền cho bạn thì bạn chỉ biết nhiêu đó thôi, chứ làm sao mà bạn biết được là tổng doanh số tháng này là bao nhiêu từ những kênh nào mang lại, làm sao mà bạn kiểm tra được? Và mình cũng không nghĩ là người ta sẽ công khai cho bạn biết. Cái chuyện chia sẻ tiền bản quyền này nó có quá nhiều lớp, từ cái kênh phân phối nhạc cho tới cái label, xong rồi từ cái label nó tới Tooniverse là cái nền tảng blockchain đó, xong rồi từ blockchain đó nó mới tới bạn, thì nó có quá nhiều mấu chốt, và mỗi mấu chốt đó nó có khả năng bị thay đổi. Mình không nói ở đây là người ta sẽ nói xạo các bạn, khả năng cao là không, nhưng đó là một cái để các bạn suy nghĩ. Tại vì cái cốt lõi của NFT, của cryptocurrency là transparency, là tính minh bạch mà, đúng không? Vấn đề thứ hai, cái chuyện chia sẻ phí bản quyền này á, nó cũng có thể gặp những vấn đề pháp lý. Chắc chắn là không có chuyện cái nền tảng Tooniverse này nó hỏi bank account của các bạn xong rồi nó chuyển tiền vô tài khoản ngân hàng của bạn đâu. Và theo như cái pitch deck á, thì công ty Tooniverse họ sẽ trả tiền royalty dưới dạng token, tức là token của họ là TNV. So now here's the problem. Mình thấy có rất nhiều dự án NFT nước ngoài, founder họ gặp rất là nhiều rắc rối khi mà họ cố tìm cách distribute cái money này, tức là họ tìm cách để chia sẻ lại lợi nhuận cho những người nào hold NFT của họ từ ban đầu. Tại vì khi mà họ chia sẻ cái tiền lời lại như vậy á, cái NFT đó có thể bị consider là một cái security, là một cái investment, tức là một công cụ tài chính. Và nếu mà nó là một cái công cụ tài chính á, thì nó sẽ gặp rất là nhiều rắc rối về pháp lý. Tức là lúc này á, sẽ có nhà nước và các tổ chức khác họ rà soát vô, cái này là một cái investment hả, cái investment này có đạt đủ điều kiện không, có an toàn cho các nhà đầu tư hay không, có được phép phát hành hay không. Nó giống như là cái chuyện một công ty họ phát hành cổ phiếu, xong rồi khi mà công ty làm ăn có lời thì họ chia lại tiền lời cho những cổ đông, tức là những người nào mua cổ phiếu á. Thì cái cổ phiếu đó là một cái công cụ tài chính, không phải công ty nào cũng được phát hành cổ phiếu mà phải được nhà nước thông qua. Mình không biết á, là chuyện chia bằng token thay vì bằng tiền mặt á, nó có thể đánh vòng qua cái chuyện pháp lý đó hay không. Mình cũng không phải là luật sư, mình cũng không rõ. Chưa kể cái tiền đó nó có tính là income không, nó có tính là thu nhập không, có phải đóng thuế gì hay không nữa. So something to think about it. Và vấn đề cuối các bạn để ý khi mà đầu tư, đây không chỉ là NFT của riêng Binz mà là NFT của cái nền tảng Tooniverse. Giá của cái chanh não đó nó không chỉ đơn giản phụ thuộc vào Binz hay là cái bài hát Don't Break My Heart đó, mà nó còn phụ thuộc vào cái nền tảng Tooniverse đó, nó có đem được bao nhiêu người lên trên cái nền tảng của nó không nữa. Công ty này họ có một cái chiến thuật hay, đó chính là họ kết hợp với lại Binz trước, là một nghệ sĩ lớn, để từ đó họ tạo được cái ảnh hưởng, họ tạo được sự uy tín, rồi từ đó họ lôi những nghệ sĩ khác, những artist khác lên trên cái nền tảng của họ, rồi từ những người đó mới lôi cái fan của họ biết tới cái Tooniverse này. Thì cá nhân mình đánh giá thì đây là một cái chiến thuật rất là hay. Tuy nhiên nếu mà xui rủi không nhiều người biết tới nền tảng Tooniverse, thì cho dù là Binz có nổi tiếng lên, bài hát đó có go viral nữa, thì mình nghĩ là cái giá của cái NFT đó nó vẫn sẽ giảm xuống. Giá rớt nhưng mà các bạn vẫn nhận được tiền royalty share, nhưng mà các bạn phải cân nhắc coi là nó có xứng đáng hay không. Và Binz hoàn toàn có thể hợp tác với một nền tảng NFT khác để mà ra mắt một cái bộ collection khác. Và nếu mà cái chuyện đó xảy ra thì nó sẽ làm giảm đi cái attention cho cái dự án NFT của Don't Break My Heart này. So that's something you think about. Cho nên là hãy lưu ý cẩn thận khi đầu tư nhé. Ok, và đó là những suy nghĩ của mình về tranh não của Binz. Mình sẽ ra video này trước ngày mà họ ra mắt để các bạn có thêm một góc nhìn khác để suy nghĩ về NFT cũng như là có nên đầu tư hay không. Và thật sự là mình rất vui là tại vì Binz đã tham gia vào thị trường NFT. Anh ấy là một nghệ sĩ lớn và sẽ tạo ra cái tiền đề để cho những người khác follow theo. Và mình cũng nghĩ cái nền tảng Tooniverse đó là một nền tảng thú vị
và có thể nó sẽ là tương lai của ngành âm nhạc. Thú vị là một chuyện, có nên đầu tư hay không là một chuyện khác nha. Quyết định là các bạn. Các bạn nghĩ thế nào về NFT Don't Break My Heart của BZ? Comment ở dưới cho mình biết nha. Và dành cho những bạn nào muốn tìm hiểu thêm về NFT crypto thì mình có một cái group Discord miễn phí dành cho những bạn nào muốn tham gia trao đổi thêm. Và cuối cùng, ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.